Chào các bạn Việt YouTubers, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ HandyFan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Được chưa, nhìn thấy màn hình của mình chưa? Giờ nhìn thấy rồi. Tại vì như này, bữa trước mình coi thấy cái kênh của Nam á, hình như được khoảng 200-300 ngàn view một tháng đúng không nhỉ? Chắc là khoảng tầm đấy ạ. Mình có một cái kênh, mình cũng có một kênh YouTube tên là Việt YouTubers. Mình chia sẻ về cách làm YouTube ấy. Tại vì mình làm support của network mà, cho nên là tiếp xúc với rất nhiều kênh YouTube khác nhau. Mà mình support lâu quá rồi, xong rồi mình thấy chắc để cho nó hiệu quả thì mở cái kênh YouTube. Thì cách đây khoảng cũng vài ba tháng mình cũng mở một kênh YouTube để mình chia sẻ hết tất cả những gì mình biết trong cái sự nghiệp làm support network. Vâng, biết à, anh đi fan lâu rồi. À thế à, biết luôn à, hay quá. Thì thấy Nam Minh TV vào, nó bảo là xin vào network. Vâng. Thì cái network BBTV ấy, BBTV giống như network Yeoan hay là Metup ở nhà đấy. Thì nhưng mà BBTV Yeoan thì như tập rồi sao ấy nhỉ? Đúng rồi, Yeoan thì tuần trước chính thức ra đi rồi. Đấy thì nhưng mà BBTV thì là ra đời, nó là network đầu tiên trên thế giới, nó bây giờ là network lớn nhất thế giới, nó hoạt động trên toàn thế giới cơ. Cho nên là điều kiện nó vào BBTV là phải khoảng 3 triệu view một tháng cơ. Vâng. Đấy. Thì hôm nay mình muốn hẹn để nói chuyện với thằng bé là Nam, là để cách làm sao để mình đẩy cho từ 200.000 view mà lên cho nó nhanh, lên cho được đủ view thì mới vào được network. Cũng giống như chia sẻ kinh nghiệm trên kênh Việt YouTuber thôi, nhưng mà cái này là trực tiếp trên kênh của mình. Vâng, thế thì tốt quá rồi. Đấy là như thế, đấy là cái mục đích của buổi hôm nay là như thế. Mà thấy Nam nó bảo là phải nói chuyện với bố mẹ. Đúng rồi, Nam nó chỉ biết sản xuất nội dung với edit thôi. Ồ thế thì hay quá, thế thì nói chuyện với đúng người luôn. Tại vì mình sợ nó đi ngủ mất rồi thì nói chuyện lại. Không, bảo là Nam nó bây giờ nó chỉ biết sản xuất nội dung edit thôi, còn những cái mảng SEO những cái thứ này nó cũng không biết đâu. Là Long làm đúng không? Không, mình hướng dẫn cho nó thì bây giờ nó làm hết. Nó có một người trong team nó làm, thì có cái gì anh hướng dẫn cho nó xem làm sao mà đẩy được cái kênh này nó lên. Bởi vì cái kênh này fan chúng nó cũng thích nó lắm, nhưng mà không biết sao nó làm mãi mà ỉ ạch chả đi lên được. Như này là khá rồi. Tại vì thực ra là những kênh nào mà mình nói chuyện trực tiếp như này là những kênh mà mình cảm thấy có tiềm năng mình nói chuyện nó như thế. Vâng, thế tốt quá, được anh hỗ trợ thì có gì bằng nữa. Nó làm xong rồi là em chỉ xem lại thôi, rồi, xem những đoạn nào mà nó chưa ưng chưa được thế thì bảo là con phải chỉnh sửa những cái này con phải nói như này. Nhưng mà những cái đấy nói chơi xong rồi, cái này là chơi offline hay chơi trực tiếp nhỉ? Cái này nó offline chứ. À, chơi offline đúng không? Nó có cả online nhưng mà nó làm offline cái trong cái game này, nó thế nó giống như kiểu cái Minecraft ấy. Cái thằng này thì nó lại thích chơi cái hai cái game này mà nó lại làm được hai cái game này, cả Minecraft nó cũng làm được. Như là theo anh thì cái kênh này bây giờ nếu mà có ví dụ làm Minecraft, thấy ở nước ngoài nếu mà làm tiếng Anh người ta hay xem nhiều ấy, cái kênh này bây giờ mà làm video Minecraft mà bằng tiếng Anh liệu có được nữa không, hay là thì cũng vẫn làm được thôi, mình cứ làm rồi mình chuyển dần thôi, thử đi. Đầu tiên là thử cái mà tự động chuyển tiêu đề sang tiếng Anh nhá, không biết là Long có biết chưa? Cái đấy giờ em chưa biết. Cái đấy nó tự động chuyển à? Tức là ví dụ như mình ngồi ở Mỹ đây thì mình xem mình sẽ thấy bằng tiếng Anh. Còn giả mà ở Việt Nam bật lên thì sẽ thấy vẫn thì tiêu đề bằng tiếng Việt kiểu thế. À thế à. Vâng. Cái đấy em chưa biết. À thế là anh Henry bây giờ anh đang ở Mỹ à? Ừ đúng rồi. À vâng, thế anh là ở bang nào? Mình ở Vancouver. À, anh ở Vancouver. Vancouver nó có gần Cali không nhỉ anh nhỉ? Cũng gần đấy, bay máy bay chắc khoảng 4-5 tiếng thôi. 4-5 tiếng á, bà nội em ở đấy mà. Ủa thế à? Ờ, vừa rồi ông chú, ông Cali, ông về Việt Nam.
Thế là anh làm support ở VNet này được lâu chưa ạ? Mấy năm mà. À, cái view như này 8.000 đăng ký. View như này tạm được, không để nỗi nào. Vâng, nhưng mà em thấy cái kênh của nó vẫn phát triển tự nhiên mà. Cái kênh này hoàn toàn tự nhiên mà. À. Nó vẫn có view, có sub đều lắm. Cứ làm như này rồi cứ tà rồi vẫn lên mà. Vâng, nhưng mà cái kênh này của nó kiểm tra thì thấy nó cái tiền của nó ít lắm. Chẳng được bao nhiêu đâu. Nội dung game với cả nội dung trẻ em kid ấy, tiền nó hơi thấp. Tại vì thứ nhất là khán giả là trẻ con, nó hơi thụ động. Vâng. Thụ động trong, không phải thụ động trong xem thì bọn nó rất chủ động, rất giỏi. Nhưng thụ động trong hành vi mua sắm ấy. Cho nên là quảng cáo nó cũng ít target vào để nó đánh mà. Nó hay target vào cái bọn vlog này nọ. Cùng một lượng view như vậy mà bọn vlog tiền có thể gấp 10 lần. Tại vì nó có sự xuất hiện ở trên màn hình rồi, có sự tương tác tốt với khán giả nữa, và lớn nữa, kết hợp nhiều yếu tố. Cho nên là nhãn hàng lúc mà mình chạy quảng cáo, lúc bọn nó chạy quảng cáo xong rồi bọn nó sẽ target vào kênh, target chính xác chứ không phải là phân phối quảng cáo ngẫu nhiên của Google á. À thế à, bây giờ nó lại thế. Cho nên là bọn vlog bọn nó vẫn cứ bền bỉ, nó tỉ mỉ, nó làm mặc dù nhìn view của nó nhìn chán so với view của kit này nọ, nhưng mà thực ra bọn nó vẫn kiếm được tiền. Vlog thời đại vlog đấy. Vlog các kiểu các loại bây giờ đang bùng nổ ở Việt Nam đấy. Và thấy làm ăn được quá hay sao? Và Việt Nam mình cũng nhiều người tài lắm. Để xem nào. Trên này tất cả đều là mini world hết, đúng không? Vâng, làm chuyên về chủ đề mini world. Chủ đề duy nhất. Cháu nó thì làm chuyên về chủ đề mini world. Ê, có thể có là làm quảng thêm cáo không? Chạy không, kênh này không chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo. Làm tự nhiên. Lâm vừa định hỏi gì, định làm thêm cái gì? Bảo là cháu nó làm thêm Minecraft nữa cũng được. Nhưng mà theo ý kiến của mình thì mình có thể thử đưa vào dần thử xem cái lượng view với lượng khán giả như nào, xem có bị. Tại vì trong cái khán giả nó lâu lâu thấy nó đăng lên cộng đồng khảo sát ấy, thấy một số fan nó vẫn thích Minecraft. Không biết rồi, biết mình hiểu cái đấy, nhưng mà mình có thể đưa vào theo nguyên tắc 80-20 á Long, kiểu như vậy. Những 40 video vẫn cũ này, xong rồi đưa vào một cái video mới, chủ đề mới, xem sao, xem thử cái phản ứng của khán giả của mình xem thế nào. Còn nếu mà cảm thấy không ổn thì mình sẽ tách ra làm một kênh riêng. Vì cái cách phân phối nội dung của YouTube nó theo từ khóa, theo chủ đề cơ. Cho nên là mặc dù ví dụ mình biết là trong 8.000 người này có đến 3-4.000 người cũng thích chơi hay cũng thích Minecraft thật, nhưng mà view nó vẫn không lên, vẫn cứ lẹt đẹt. Tại đấy, cái kênh này view nó vẫn cứ lẹt đẹt thế. Tại vì như mỗi video này khi mình, ví dụ như mình có 8.000 khán giả, mỗi video khi mình publish ra ấy, thuật toán nó không có phân phối đến toàn bộ 8.000 khán giả của mình. Vâng. Cái thuật toán nó bây giờ nó cho cái gắn thẻ vị trí kia ấy, thì nếu mà ví dụ mình muốn nhắm vào cái vị trí nào đấy thì là ở những cái khán giả đấy là người ta sẽ tìm thấy. Không, vị trí đấy là vị trí của video của mình đang làm video tại vị trí nào. Và chỉ có tác dụng là để người ta xác định là cái video đấy, để nó thêm yếu tố để nó xác định là cái video ấy nói về vấn đề gì thôi. Và nha, ví dụ như mình có 8.000 khán giả như này nhá, thì khi có video ra thì nó sẽ phân phối cho đến khoảng 1/3 này chẳng hạn, số khán giả của mình chẳng hạn. Còn phần này là bọn nó không nhìn thấy luôn ấy. Vâng. Xong rồi dựa theo cái hành vi của cái trong 2 ngày đầu tiên, nó phân phối đến cái số lượng khán giả mà cái này chỗ này gọi là fan ruột này. Vâng. Lúc nào những thằng mà bấm rung chuông rồi này nọ là mới nhìn thấy, nhận được thông báo. Xong rồi từ đây dựa theo cái phản ứng, cái tỷ lệ xem của tỷ lệ bấm vào này, tỷ lệ giữ chân khán giả giữ lại xem được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây này, tỷ lệ tương tác này, tỷ lệ bình luận này, thì nó bắt đầu mới mở rộng ra một chút. Và một phần vào khán giả của mình và một phần ra ngoài. Đấy, cho nên là ví dụ mình đưa thêm Minecraft vào trong cái kênh này của mình nhé.
ví dụ như trong cái phần màu đỏ này là fan thích Minecraft nha, nhưng mà giả sử như mà thuật toán ngẫu nhiên mà nó thử ấy, vâng, mà nó thử vào những cái vùng này này, vâng, thử vào những cái vùng này thì mình chết, vâng, mình sẽ không có view, mình làm hoài vẫn không lên. Vâng. Hoặc là nó thử theo kiểu một một đường ở bên này với một đường ở bên này, chỉ chồng lấn có một tí Minecraft đây chẳng hạn, xong rồi tỷ lệ những cái khán giả mà thích Minecraft ở trong này đâu phải 100% bấm vào đâu, nhìn thấy cũng bấm vào đâu, vâng, tỷ lệ cao thì cũng chỉ đến 10-10 mấy% là hết thôi, khoảng cỡ trên 15% là video được ăn đề xuất rồi mà. Vâng, vâng. À, mình cứ thử thôi, mình cứ thử đưa vào dần dần một vài video Minecraft vào xem. Vâng. Nếu cảm thấy mà tương tác nó tốt thì cũng có nhiều người mà từ kênh đang chủ đề này mà thử đưa vào trong dần dần, trong chuyển hẳn chủ đề sang, nhất là mấy bạn làm game này này, khi mà lớn lên 100.000 sub, 1 triệu sub rồi mà cả cái có cái cộng đồng nó lớn, với có cái branding, vâng, về thương hiệu nó lớn đấy, thì giống như vâng, Pew Pew chẳng hạn này, hoặc là PewDiePie này nọ đấy, trên thế giới có PewDiePie này, từ game trong rồi chuyển qua thành vlog luôn này nọ các kiểu đấy. Game bây giờ thấy chuyển qua vlog nhiều. Ừ, kiểu thứ nhất là nhân vật, à, cái con người ở trong video để người ta lớn lên, người ta không chơi game nữa nhỉ. Đấy là cái thứ nhất, nói những chuyện nó nghiêm túc hơn, nó người lớn hơn. Thứ hai là à, cộng đồng tương tác thật, rồi cộng đồng người ta biết đến cái tính cách của cái con người đấy rồi, người ta gắn kết, không phải là lúc đấy người ta gắn kết không phải là từ cái chủ đề game nữa, mà người ta gắn kết với tính cách của con người đấy. Nhưng mà thấy toàn bộ đều xây nhà. Xây nhà, thấy cháu nó xây nhà. Cái game này chỉ có xây nhà hay sao? Xây nhà rồi là có những game nó chơi theo cái dạng như gì, thế nó bảo như kiểu là dạng sinh tồn. Nó cũng có nhiều kiểu lắm, cái game này nó như ở một cái thế giới nhỏ ấy, nó có nhiều trò. Cái nhạc này lấy đâu vậy? Nhạc này hay vậy? Nhạc này trước em lấy cho nó ở trên cái của YouTube đấy. Lấy của YouTube đúng không? Của YouTube. Ok. Lấy của YouTube thì được nha, đừng có lấy nhạc non copyright với mấy cái nhạc lạ nha. Không không, cái nhạc non copyright em Việt Nam có chiêu. Ở Việt Nam có chiêu là đưa nhạc non copyright lên, xong rồi cho YouTuber sử dụng, xong rồi âm thầm dùng content ID kiếm tiền. Ai à, lại còn thế nữa. Ừ, có đấy, làm mình nhiều chiêu trò. À, cho lên trong ấy bảo là miễn phí đấy, các bạn cứ thể lấy về mà dùng, trong đấy bao nhiêu tiền tự động cứ truy hết về người ta mà mình đâu biết đâu, gọi là gì ta, nhận bản quyền bằng content ID đấy. Và còn cái nhạc này là toàn bảo nó lấy của YouTube thôi, thế là chả thằng nào bắt được hết. Ừ, nó không hay một tí cũng được. Không, bữa sau vào network, vào BBTV thì mình có thể dùng được cái nhạc này. Vâng. Epidemic Sound này. Trong này chắc là nhiều nhạc đúng không? À, nhiều nhạc, và nhiều nhạc mới. Vâng. Cái này bình thường bọn nó mua phải trả tiền hàng tháng mà. Bọn mà... Vâng. À, nhà sáng tạo trên thế giới đấy. Tháng cái này cũng là bao nhiêu đô? Mấy chục đô đấy. Như kênh của cháu nó như thế này thì đủ điều kiện vào chưa hả anh? Chưa, phải gấp 10 lần như này, cho nên là mình à, điều chuyển đây. À dạ, làm thế nào mà để cho nó đẩy được cái kênh này lên? Đầu tiên là phải, nói chung là phải chất lượng nha. Chất lượng thì đây đang xem video để xem chất lượng này. Vâng. Cái này là không nên này. Hi, xin chào tất cả các bạn. Cái mà vào đầu tiên mà, tại vì như này, tại vì người ta bảo là cái gọi là sức chú ý của khán giả trên internet bây giờ chỉ được có 3 giây thôi, nên là vào video phát là mà mình chạy intro như này là không được hay lắm, mình sẽ rớt một số lượng khá lớn khán giả đấy. Và có nghĩa là phải vào video luôn ạ? Không, thường là người ta sẽ vào video phát là người ta sẽ cho một cái đoạn mà hấp dẫn lên trước. À đấy, em vẫn bảo cháu nó làm thế, chắc cái video này nó quên đấy. Có thế à? Đây anh mở ra kênh nó, xong rồi em cho anh xem cái video này. Hôm em bảo nó làm cái video kéo lên nữa, à kéo xuống. Kéo xuống.
đấy, cái nhà mà viện nghiên cứu này 1,5 nghìn lượt xem 5 ngày trước này. Đấy, trước em bảo nó đấy, cái video này em bảo nó làm rồi nhưng chắc thôi nó lại quên đấy. Đây đúng không? Và phát là đoạn nào hấp dẫn nhất này. À, mà. Đấy. Quay cái nhà này. À. Đây là cái chậm, video hơi chậm, này. Hơi chậm. Hơi chậm một tí ạ. Ừ. Cái tốc độ chuyển cảnh nó hơi chậm ấy nhở? Có làm nhanh lên được không? Chắc được chứ? Vâng. Chắc là được. Cái này làm được chứ? Cái này chuyển là do mình chứ đúng không? Chắc là edit video thì bình thường mình phải edit video làm nhanh làm chậm được mà. Vâng. Vâng được, nhưng mà đúng là ý là như này đấy. Đúng ý là như này đấy, làm format như này là đúng này. Và phát là nhìn thấy thành quả này. Hoặc là những đoạn nào mà nó bình luận ở trong video mà nghe nó buồn cười, nó mắc cười, nó hay ấy. Và thì cho lên trước một đoạn để giới thiệu. Và xong bắt đầu mới có 20 giây mới chạy ấy đúng không? Chạy intro đúng không? Và có phải là như này là đúng chưa? Ừ, đúng rồi, 6. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Nam đây. Và ngày hôm nay thì cái chữ đăng ký này cho to ra tí nữa. Cái chữ này nó nhảy vào mạnh dạn cho to ra tí nữa. Vâng. Không nhìn thấy, khán giả nó không nhìn thấy đâu. Vâng. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Nam đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ xem một cái nó nhìn thấy rồi, chắc là lên thiết bị thông minh thì nó hơi bé. Do là cái góc nhìn của mình nó không để quay được cho nó nhìn. Ngoài nó học nhanh lắm, nó học cái nó học nhanh bọn trẻ bây giờ ấy. Ừ, cho nên là tốc độ mình cắt video các kiểu bảo nó cắt tốc độ cao lên, bọn trẻ con nó chỉ có vài ba giây thôi, bọn trẻ con bây giờ nó chỉ có nhóm phải như người lớn mình ngày xưa đâu. Tốc độ cao lên các kiểu, chuyển cảnh các kiểu nhanh, tốc độ cắt video nhanh để giữ chân nó lại được, chứ không ai nó làm việc khác liền đấy. Này khó tuần khó đỡ này này. Hay làm kiểu như vậy này. Tuấn khó đỡ, Tuấn khó đỡ như cũng làm mai quá là thì phải không? Hôm hôm anh là lão gia bị chúng sinh đây mà. Kinh đây của phu nhân bị sảy thai xong là có thai. Đoạn nói hay anh là lão gia bị vô sinh lên đây mà. À phu nhân bị sảy thai xong là có thai. Mà vậy là lão gia bị vô sinh lên đây mà. Lão gia bị vô sinh. Gì đây? À cái băng gạc y tế. Ôi, cái gì vậy? Mà hôm con trai hỏi ba ơi network là cái gì, bảo là vào network thì nó nghĩ là vào đấy là có những thành viên trong team ấy, nó làm theo team ấy thì nó thích. Có không, network là hỗ trợ về công nghệ với dịch vụ để gọi là không. Yeah. Thì em mới bảo là network là chỉ hỗ trợ với những cái đấy thôi, bởi vì vào net thì mình sẽ có được nhiều cái nhạc với lại nhiều cái hiệu ứng để mình làm video nó hay hơn. Còn có thể là một cùng với hệ thống net thì nếu mà làm chung một game thì chúng nó cho làm cùng với nhau. Không thì BBTV cũng đang thế, cũng đang triển khai cái chức năng đấy. Đấy thì là để hỗ trợ nhau lên, để kéo kênh lên. Cái chức năng mà cho các partner liên hệ được với nhau trong đây. Đấy. Để hợp tác làm video chung. Đấy là tất cả các cái công nghệ mà đối tác sẽ được tiếp cận. Nhân dân đấy thì là nhân dân cho. Sẽ được đấy là để trong đây mình có thể vào trong cộng đồng này này. Mình có thể xem được các đối tác ở trong đấy là tất cả các nước mà, xong rồi mình lọc theo ngôn ngữ, theo địa điểm, mình xem kênh của các bạn kia, kênh nào mà cùng chủ đề với mình để mình liên lạc, mình có thể ấy được mà làm cùng đấy. Kính chào các bạn gần. Mình có tương lai, mình có ấy không nhỉ? Mình có nghĩ chuyện cho nó
lên hình giống như các bạn này không nhỉ? Có nó cũng thích lên hình mà, nhưng mà với lại nó bây giờ các bạn nó còn nhỏ tuổi quá ấy. Đấy thì mình ở tương lai thì có thể là 1-2 năm nữa nó làm được thì nó thích cho nó lên. Ok rồi, cứ để nó làm, cứ để từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ xảy đến à.